Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Với trẻ nhỏ thì đây là quãng thời gian đáng mong chờ nhất với rất nhiều hoạt động hướng về Tết. Tại nhiều trường học, việc giáo dục các nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền cho học sinh cũng rất được quan tâm. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh không chỉ vui khỏe với nhiều hoạt động tập thể cùng bạn bè, thầy cô, mà còn hiểu hơn về giá trị cuộc sống, văn hóa truyền thống của đất nước mình. Hào hứng tìm hiểu các nguyên liệu, rồi cùng cha mẹ và thầy cô gói những chiếc bánh chưng thật đẹp. Đây là một trong các hoạt động thu hút sự quan tâm của các bạn nhỏ tại phiên chợ Tết của ngôi trường này. Tại nhiều lớp, phụ huynh còn chọn những chiếc lá bàng vuông để gói bánh, giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về Tết xa quê ở biển đảo. Ngày hôm nay trời rất là lạnh nhưng con vẫn háo hức đến ngày hội của trường ạ. Con có cùng ngồi bố mẹ và các cô gói bánh chưng ạ, con cảm thấy rất vui và ấm áp. Tham gia phiên chợ, học sinh còn được tham gia rất nhiều trò chơi vận động thú vị. Ở đây được chơi rất nhiều trò, chơi game robot, bắn cung và ném vòng. Con thích nhất là hoạt động bắn cung vì nó bắn và con thấy rất thú vị và sẽ được đổi quà. Mỗi một năm thì nhà trường đều mong muốn mang lại những trải nghiệm đặc biệt, giúp các con học sinh, quý phụ huynh và cả các thầy cô có những sự tìm hiểu mới lạ về những việc đón Tết ở những nơi khác nhau. Còn tại trường học này, trẻ còn được tự tay làm ra các đồ vật trang trí ngày Tết. Hoạt động đem lại sự thích thú cho các bạn nhỏ, qua đó giúp học sinh hiểu hơn về ngày lễ cổ truyền của dân tộc. Các bạn học sinh nhỏ thì thường rất là hứng thú với những cái góc làm về decor, những cái sản phẩm để có thể trang trí Tết. Ví dụ như là các bạn có thể thiết kế những phong bao lì xì vào ngày Tết và các bạn có thể đem về, hoặc là các bạn có thể thiết kế những cái chuông treo cửa hoặc là những cái sản phẩm mà đem lại may mắn vào ngày đầu năm. Điểm đặc biệt của hội chợ Tết tại trường học này là các gian hàng đều do các bạn học sinh tự lên ý tưởng, thực hiện và vận hành. Hoạt động được trường kỳ vọng học sinh sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa Tết năm nay. Để tổ chức được những cái trò chơi như thế này để cho các bạn ở những trường khác tham gia vào cùng với cả trường chúng mình. Đây cũng là một cái phần mà nằm trong một cái chúng mình gọi là câu lạc bộ khởi nghiệp. Khi các con được tự mình thiết kế cái trò chơi, bố trí rồi sắp xếp sao cho phù hợp và tính toán thế nào sao cho nó phù hợp với số lượng người đến tham dự ngày hôm nay. Vài năm trở lại đây, hội chợ Tết đã trở thành sự kiện thường niên của các trường học. Với các hoạt động đa dạng, chắc chắn học sinh cũng sẽ có khoảng thời gian thư giãn, thoải mái tinh thần cùng gia đình và bạn bè sau một kỳ học căng thẳng. Giáo dục Tết cổ truyền cho học sinh nhiều năm qua luôn được các trường quan tâm. Các chuyên gia đánh giá đây là việc nhỏ nhưng đem lại ý nghĩa lớn, qua đó giáo dục trẻ về những phong tục tập quán tốt đẹp ngày Tết cho thế hệ tương lai. Không chỉ tại trường học, ngay tại các gia đình, việc giáo dục trẻ cũng ngày càng được chú trọng. Gia đình trong quá trình nghỉ Tết cũng cần có một cái kế hoạch nghỉ Tết một cách khoa học và phù hợp đối với trẻ. Gia đình sẽ cùng với trẻ tham gia hoạt động lễ hội ở địa phương, ở quê hương của mình. Trong hoạt động lễ hội đều có những cái hoạt động về mang chất vui chơi, vận động, thì gia đình có thể cùng với trẻ tham gia hoạt động đó để giúp trẻ tăng cường cái quá trình hoạt động trong quá trình nghỉ Tết, để tìm hiểu về phong tục tập quán cũng như truyền thống của dân tộc. Ngoài vấn đề đó ra thì gia đình cũng có thể lựa chọn bằng những hoạt động thể dục thao cụ thể. Ví dụ như cùng nhau đi bộ, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau đạp xe đạp để vừa tham quan những hoạt động ngày Tết của mọi người, vừa rèn luyện sức khỏe. Đây là những hoạt động mà hết sức cần thiết và bổ ích trong quá trình mà trẻ nghỉ dài như một dịp Tết của chúng ta hiện nay. Tết là như thế nào? Sự ra đời của ngày Tết, những giá trị văn hóa và phong tục ngày Tết là gì? Việc được trải nghiệm không gian văn hóa ngày Tết và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm đa dạng tại trường và gia đình chắc hẳn sẽ giúp các bạn nhỏ có ấn tượng về Tết, về thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, gắn bó bên gia đình, bạn bè, thầy cô. Một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển toàn diện cả trí lực và thể lực của trẻ nhỏ.